Cả Blame F và JKS thì đều đã yếu rồi, 19 giây. Khả năng rất cao để cố đi xếp tôi, nhưng một tình huống này thì JKS muốn đẩy ra đây cục xúc qua. Và một tình huống JKS hạ cũng đi một người, nhưng các thành viên còn lại của Ninja cần phải trốn. Tại sao? Trời ơi! Bây giờ thì có vẻ như một người đã nhảy check, nhìn thấy anh chàng Rex này rồi, và Rex liệu có làm được ai không? Rex đã chết chạy, config bắn tốt. LNG ở đây có một góc kê đẹp từ khu vực CT này, nhưng Poison đã check lại bom xe A, bây giờ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của các thành viên Complex City rồi. Có một cái lỗ bé tí mà ba ông cứ thi nhau chui vào. Và bây giờ thì sao đây? Nip đang thua một người. Complex đã đặt bom nhưng LNG đã kết thúc. Đó là vị trí của Poison rồi kìa. Ngay lập tức tình huống đưa về là 2v2, cực kỳ cân não và căng thẳng nha. Bây giờ thì với việc device có trong tay mình hai quả flash, liệu anh chàng sẽ tận dụng cái lượng bom mìn này như thế nào đây? Đây là một quả C4 đặt ở khu vực default, và vị trí đứng các thành viên Complex City đang là khá đẹp. Một người đã lộ rồi, device mất cho mình đó là nửa máu. LNG kết thúc đi anh chàng config này, nhưng Blame F vẫn còn đây. Blame F in game leader sẽ làm gì đây? Blame F không thể nào làm được gì cả, khi LNG có một round thi đấu pistol quá tốt. Một quả nét trả ra là cực kỳ chất lượng kìa. Config Poison yếu lắm rồi Nip ơi. Bây giờ có một quả smoke ở đây, một người nhảy bom Cyrus đã phải nằm xuống dưới họng súng của LNG rồi, nhưng vẫn còn một người nữa. Brobsky có một góc đứng đẹp khu vực short này, bất cứ ai nhảy lên sẽ phải nằm xuống thôi. Brobsky có mảng config, Hampert cũng kịp đổi một JKS, chỉ làm được một mà thôi. Bây giờ người cuối cùng là Poison, một khẩu scout này cũng không khá khẩm hơn gì cả. 2-0 dành cho các thành viên của NIP. Chính xác là như vậy. Bây giờ một quả flash được nổ ra và tranh chàng Rust này đã tanh thẳng khu vực bom sai rồi. Liệu có biết có người ở đây không? Rust chưa nhìn thấy ai cả. Hampert đổi một, LNG có góc đứng đẹp. Và bây giờ thì Plopsky hạ gục đi anh chàng config. Chỉ còn lại đó là ba người thôi. Bên phía của... không, chính xác là không một người nào cả. Một tình huống sấy trong smoke nhưng không thể nào bắt được đi cái mạng của Poison. Đã có tín hiệu, lửa trả ra. Poison có một mạng từ vị trí của Divine. Blame F bắn tặng một LNG. Bây giờ chỉ còn lại Hamper Blowski mà thôi. Blowski vẫn đang gọi là bỏ người thế giới. Và đây rồi, Rust là cái mạng đầu tiên. Liệu có mạng dài trong đây? Rất tiếc là không có. Complex City chung cuộc giành chiến thắng tỷ số là 2-5. Cả Blame F và JKS thì đều đã yếu rồi, 19 giây. Khả năng rất cao để cố đi xếp tôi, nhưng một tình huống này thì JKS muốn đẩy ra đây cục xúc qua. Và một tình huống JKS hạ cũng đi một người, nhưng các thành viên còn lại của Ninja cần phải trốn. Tại sao? Trời ơi! Luôn luôn là device phạm lỗi và Rex đổi mạng thành công. Và có vẻ như là bây giờ bên phía NIP họ đang muốn thi đấu theo chiến thuật đó là hiến tế device. Cứ lần nào mà device chết chay thì Rex y như rằng là làm hại bạn, như bây giờ thì Config cũng làm được điều tương tự rồi. Config đã bị nhìn thấy LNG ở đây thi đấu, không kịp đổi ai cả. Blame F cũng góc đứng khá tốt và không thể nào đoán ra được. Popsky đã phải nằm xuống rồi. Là Ninja Mizama sẽ gỡ gạc lại một chút xíu đây. Một round thi đấu tất tay đến từ các thành viên của Ninja. Divine có một config bắn được rồi, nhưng Divine có double kill kìa. Poison kết thúc nhanh sau đó, cực kỳ nhanh chóng. JKS đã chính thức đưa Harper về lên bảng chầu trời rồi. Bây giờ chỉ có lại hai người của team Ninja thôi. Rust bắn sau lưng cực kỳ đơn giản. Bây giờ Popsky cũng đi theo người đồng đội của mình. Harper quyết định sẽ bỏ trườn từ khu vực connect. Chom bong sai A hiện tại cũng đang là có khá người nha. Hapop bị một flash cực kỳ trắng và anh ta đã phải lên bảng ngay sau đó. Những chỗ đó đi và kết thúc vị trí của Rush rồi. JKS anh ta liệu có bắn được ai không đây? 4v4, Ninja Pyjama đã có vào trong bóng. Config lên ép thay nhau lên tiếng, nhưng LNG đã shut down anh chàng này ngay sau đó. Bây giờ là 2v2, đó là Red. Red có một rồi, chỉ còn lại AK mà tôi, và Red đã tỏa sáng. Bây giờ thì các thành viên bên phía của NIP họ đã để mất đi người đội trưởng đó là Hampus rồi. Những người còn lại vẫn đang cố gắng bỏ chạy khu bom sai B, và từ đồ trả ra rồi. Chưa có ai phải nằm xuống. Plopsky đã cũng đi vị trí của anh chàng Rust. Config đổi được một rồi, nhưng Config cũng ngay phải nằm xuống dưới họng súng của Rex. Bây giờ Blame F ở đây, rất may mắn là Blame F không chết chay. Nếu Blame F chết chay đó rất là thảm họa. Device đã có cho mình một khẩu AK, lợi thế về người vẫn đang có thành Complex City. Quan trọng họ sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào đây. Khỏe súng còn thua thì bây giờ yếu súng, không biết rằng bên phía NIP họ có thể đáp lễ được các thành viên Complex City hay không đây. Nếu có những tình huống tỏa sáng thì những player này hoàn toàn có thể làm nên mùa xuân. Rất nhiều bom, rất nhiều hàng được trả vào rồi. Red chỉ có một khẩu Deagle mà thôi, sẽ cần những tình huống tap vào đầu. Còn Divine, một khẩu AK, JKS lên bảng rồi. Người tiếp theo sẽ là Poison, và Red kết thúc nốt. Đó là một chiến thắng rất
tốt cho bên phía của Ninjas in Pyjama. Rep hơi nhỏ và JKS có vẻ như chưa đủ để tận dụng. Còn Fix bắn vào đầu của Harper, trả thù đồng đội của bên tấn công. JKS có một LNG đổi mạnh ngay sau đó. Poison trong sạch làm một. Hiện tại thì chưa thể làm hai khi Flowski đã hạ gục anh chàng này rồi. Rush backup về tình huống là hai vẹn hai. Flash là rất trắng. Flowski sẽ check vào City và con Fix bắn chết Flowski rồi. Một mình vị trí LNG vào rồi và không thể ú ớ thêm nữa. Đây là trận đấu có khá nhiều điều để nói gì khi mà Nid họ full buy hoàn toàn, mà nếu thua thì sẽ là cực kỳ dở. Conflict đã có bên mặt Divine, Conflict có double kill rồi kìa. Conflict không thể có triple kill khi đó tình huống Hampus có một chút lợi thế. Và bây giờ sẽ là 4v3. Conflict anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân mình rồi. Hãy để cho người đồng đội của mình làm nốt để đưa Complexity lên được cái match point. Quan trọng là bây giờ vị trí của anh chàng JKS đang có một tình huống đẩy ARAM. Và nếu như đó là LNG không thể bắt được thì lượng thông tin nó rất là quá lớn. Rất may mắn đã lùa JKS về. Bây giờ thì bên phía Complexity họ chủ động bắt bài, đó là 3A cũng như là 1B. Nhưng mà bây giờ Blame F đẩy ra đây thì liệu có láo quái không đây. Blame F đẩy ra nhưng vẫn kịp làm đi cho mình, đó là cái mạng của Hampus. Lợi thế càng ngày càng lớn dành cho các thành viên ở Complexity. Khả năng rất cao sẽ chạm được vào cái match point. Và nếu họ làm được điều đó thì đó sẽ là dấu chấm hết dành cho NIP trong cái map thi đấu đầu tiên này. Vì họ không còn tiền nữa. Trong bom site A, các player họ cũng đều đang có những cái phong độ là cực kỳ ổn định. Thí sinh đầu tiên là Plopsky. LNG trả thù thành công. JKS có vẻ như đang bị tổ quay rồi. Rất nhiều đồ được ném vào và JKS đã chính thức phải nằm xuống. Blame F đã tiện Hampus về bảng điểm số rồi. Nhưng mà ở đây thì Rush đều có double kill. Rực cháy lên và Complexity giành chiến thắng với tỷ số là 10-60. Liệu họ có gây được những sự bất ngờ cho Complexity hay không đây? Conflict anh ta đang khá là yếu máu, Divine đã tràn vào rồi và LNG tặng Conflict một viên đạn vào mồm. Bây giờ thì đã không còn lợi thế hơn người nữa. Hampus cũng đã loot cho mình một khẩu súng và đặt bom thành công cho team Nip. Rất đáng tiếc dành cho các thành viên của NIP khi mà khẩu súng đó lại là khẩu pha mát. Bây giờ Hampus thì cũng đã yếu máu rồi. Đang có tận 3 người ở khu vực City. Và trong khi đó thì vị trí của anh chàng Rush đang có một góc đứng khá đẹp nha. Quan trọng là các thành viên của NIP đối thủ của bom này như thế nào. Đây Rush đang đẩy ra đây rồi. Nhưng LNG vẫn là người bắn tốt hơn. Hai mạng gục đã phải nằm xuống. Bây giờ bên phía Complexity họ đang có ý định đi xếp súng rồi khi mà cơ hội dành cho họ là không còn. Bất ngờ lại một lần nữa xảy ra và NIP gỡ hòa tỷ số, đó là 1-1. Nào Blame F ơi, liệu anh ta có lắc ra lấy cái mạng này không? Đây Hampus chính thức kết thúc Blame F rồi. Spam qua smoke là cực kỳ tốt. Conflict có Blowski nhưng Red cũng đã đưa anh chàng này về miền cực lạc. 4v3 lợi thế hơn người cho Nip. Tuy nhiên thì lượng máu của anh chàng LNG bây giờ cũng khá yếu rồi và Divine chỉ có cho mình cổ đi gồ trên tay thôi. Nhưng bây giờ Red kết thúc đi được cái mạng của anh chàng Rush này. Bom site B bây giờ đang cực kỳ trống trải. Nếu các thành viên của NIP họ mà đánh vào bom site này sẽ rất khó để cho Complexity có thể retake. Và có khả năng rất cao là JKS cũng như anh chàng Poison sẽ cố xếp cho mình là ai khẩu pha mát này thôi. Khi Conflict công tình muốn đẩy ở đây, Conflict là người nhìn thấy Plopsky trước. Anh chàng ấy đã chết chay đến lần thứ 10 rồi. Đến bao giờ Plopsky mới định chơi game đây? Poison thì đã yếu máu ở một khu vực nào đó. Nhưng bây giờ Conflict đẩy ra đây sẽ đối mặt anh chàng này là Rake. Và Rake lộ tiếng rồi, Conflict vẫn là người bắn tốt hơn. Quá khó chịu đi, Divine kết thúc đi các bạn của Rush đấy. Nhưng để làm gì? Rất may mắn đôi Divine đã kịp làm cho mình hai mặt. Liệu có ba mặt hay không đây với Divine? Top 3 HLTV đã lên tiếng rồi. NIP có thắng được hay không đây? Con quỷ trong người anh đã chính thức trỗi dậy. Và bây giờ thì Poison đã shut down cho này cây công. Nhưng mà LNG cũng đưa Poison xuống lỗ. Một mình vị trí JKS. Một khẩu súng cực kỳ đẹp, đó là M4 Hau. Giá tiền cực kỳ cao. Hampus đã phải lãnh chịu hậu quả từ khẩu súng này rồi. Bây giờ sẽ tình huống retake 1v1. Sẽ là những phạt đấu trí từ hai player. JKS anh ta đã có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu khi từng thi đấu cho đó là Renegade. Sau đó là 100T. Và bây giờ thì rất tiếc, LNG đã thi đấu là cực kỳ hoàn hảo. Biến tiếp không theo mà rồi, Complexity vừa có cho mình round thắng. Blame F vừa có một tình huống double kill rồi kìa. Một round thi đấu mà Nip họ full buy. Và bây giờ nếu họ thua thì sẽ là cực kỳ khốn khó khi Poison đã đưa LNG về miền cực lạc rồi. Vị trí tiếp theo sân A đây, Divine có một Divine làm hai rồi kìa. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, Rush Poison là kết thúc được tất cả mọi thứ. Chắc không là mọi người đều biết. Đúng, đó là một anh sếp lớn ở văn phòng chúng ta, có lẽ là Plopsky muốn phá kỷ lục của anh ấy rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem nào. Đây thực sự Plopsky đang rất muốn được phá kỷ lục khi mà cũng chỉ còn là khoảng gần nửa, được gần một nửa chỉ tiêu rồi. Đây rồi, LNG là người đầu tiên phải ngã xuống. Hampus đi theo, người tiếp theo là Red. Rush có mạng và chính là Rush phải nằm xuống. Và Plopsky đã có cái KDA là 0-14 rồi.
đều có thể coi là đã đạt chỉ tiêu rồi. Bom đã được thành công và Ninja Sin Pyjama muốn retake về cũng là cả một câu chuyện cực kỳ khó khăn nha. Đây rồi đã bắt đầu Alonso vào bom site B, nhưng mà Chase có mạng của Red CZ, có double kill rồi kìa, có triple kill, nhưng trước đó Divine đã xuất đao được Blame F, Hampus cũng đã không cho Chase có được quadra kill nữa, nhưng Poison dọn dẹp nốt tất cả mọi thứ và mọi người đã nghĩ rằng ở lại với Astralis là quyết định hợp lý hơn, nhưng giờ Divine đã thể hiện chúng ta thấy đấy là một quyết định không hề sai lầm chút nào. Còn bây giờ Red có cho mình 3 cái mặt vô cùng nhanh gọn, Red có 4 rồi, để Red A nhưng Divine KS cái mạng đó cực kỳ nhanh. 4v4 và Ninja Pyjama đang có những cái sự khó khăn nhất định, là họ đang lạc lõng, họ đang lạc trôi. Và bây giờ Divine anh ta pick trượt, nhưng không sao đó, không sao, vì đó là second chance và anh ta là tận dụng cực kỳ tốt. Nhưng mà không có cơ hội thứ ba đâu. Còn Fix đã tiến Divine lên bảng điểm số rồi, nhưng Red gỡ gạc lại một chút xíu. 2v3, Bom đã đạt thành công cho Complex City, nhưng mà liệu Nip họ có muốn chơi lớn hay không đây? Họ có kit trên người của Red, họ có lợi thế nhân sự, nhưng không còn nữa. LNG cũng đi theo Red, và bây giờ một mình Plumsky với 3 mạng. Thì còn cơ hội nào đây, còn tuổi nào cho em? Plumsky gỡ gạc được rồi, và đây rồi, không thể tỏa sáng được. Tuy nhiên thì key player chắc chắn rồi, nó sẽ vị trí của Divine với một khẩu AK-47, và bây giờ Bom sẽ đánh vào bom site B. Bom site B đục vào cực kỳ nhiều, Conflict vẫn đục, vẫn bắn rất nhiều đạn ở khu vực ninja này, nhưng Divine tạm thời vẫn là toàn mạng nhà LNG đánh ra. Đây rồi, LNG có mạng của LMF và LNG có double kill. Bắn thế này thì làm gì còn cái nịt nào nữa. Ảo thật đấy. Bây giờ thì LNG và Divine hai người đã tỏa sáng, bây giờ sẽ phải làm thế thêm một lần nữa hay sao đây. Khu vực đặt quả C4 này nó rất bé nha. Bây giờ LNG chỉ kịp đổi một, nhưng đó là đủ thời gian để Divine có thể gỡ đi được quả bom. Phút thứ 47 giây, Rush tăng vào side, check gất kỹ, và còn vị trí của Plowski check được hay không. Plowski lên bảng, LNG đổi mạng ngay sau đó, Poison đã hạ gục Red. 3v4, Poison đã đưa Divine lên bảng đếm số trầu trời rồi. Và liệu có khi nào Complex sẽ lên được match point hay không? Bây giờ thì ở đây vị trí của Hampus đã bắt đi được Poison rồi, tình huống vẫn là 2v2. Nhưng các vị trí đẹp như trong khu vực kép này cũng như là gần B-Ram thì Blame F và những đồng đội đã chiếm được. Bây giờ Blame F bắn đi được cái mạng của LNG thì làm gì còn cơ hội nào nữa. Làm ôi, nhưng mà Hampus có một tình huống bắn rất tốt ở đây và cứu cho NIP thêm một round thi đấu nữa. Nhưng mà hiện tại Conflict có một rồi, LNG đổi được một, LNG không thể có được hai. Bạch cặp về đến từ vị trí của Ninja Pyjama, đến từ vị trí Divine, đến từ Hampus, đến từ Red. Divine lên bảng đếm số rồi, JKS planting the bomb. Và bây giờ thì sao đây, boom boom boom. Conflict ơi, anh ta đang thi đấu cực kỳ tốt. Conflict đi đại đội của mình, nhưng không sao hết. Và đó là chiến thắng cho Complex City.